Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Trịnh Hoàng Long. Thì bây giờ là 22:36 sau khi thảo luận xong với lại các bạn ở phòng kính, với lại một anh Tiến Dũng là trưởng kỹ thuật viên bên phòng kính. Thì các bạn ấy cũng thật sự rất tốt, rất quan tâm đến mình. Bạn ấy đưa ra những đề nghị với lại tình cảm rất là tốt, rất là yêu ái và thực sự là tình cảm với gia đình. Để mình có thể cùng với các bạn xây dựng lên một cái hệ thống về kính mắt, kính thuốc và chăm sóc mắt ban đầu cho bạn sinh viên và tìm thấy rằng là tất cả đối tượng không chỉ những người trẻ mà là những người trung tuổi, những người già có vấn đề về mắt đều có thể thông qua kiểm tra thị lực và tư vấn ban đầu để được đi khám kịp thời và chính xác nhất. Thì mình cũng hiểu được cái tâm tư đấy của các bạn. Các bạn ấy cũng muốn phát triển và cũng muốn để từ một cái thương hiệu, một thương hiệu mới bắt đầu được chuyên môn hóa và chuẩn hóa để đi đến một đơn vị chăm sóc sức khỏe ban đầu về mắt. Đó là một cái ước muốn rất là tốt và sẽ không chỉ là mang tính chất là thương mại nữa, mà còn sẽ là chăm sóc sức khỏe cho những người bạn trẻ và những người dân. Ok. Thì thực sự thì mình cũng hơi khắt khe thật, tại vì là thế nào nhỉ, nghĩa là thực ra thì chưa nghĩ đến lợi nhuận và mình không nghĩ đến là mình kiếm được bao nhiêu ấy, mà mình chỉ quan tâm. Thực ra thì không biết là nói ra là có thật sự không hay là các bạn nghĩ mình đang nói dối, nhưng mà mình chỉ quan tâm đấy là mình làm như thế là có đúng không và tốt nhất cho những cái người bạn bị tật khúc xạ đến với mình, và bạn ấy có ổn không với những cái kính thuốc mình đã kê cho các bạn đấy, những người thói quen, những cái cách đeo kính mà mình đã hướng dẫn các bạn đấy, liệu các bạn ấy có tuân thủ không. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã làm hết những cái tâm huyết và những cái gì mình được học từ chính các thầy cô, những cái gì mà mình đã đúc suốt trong 6 năm và những năm tháng mà mình đi học tại trung tâm khúc xạ, để mình có thể giúp các bạn ấy có cái kính thuốc tốt nhất và dịch vụ tốt nhất. Mặc dù là có nghĩa là cái lợi nhuận thì nó sẽ không thể mà bằng như là các cái hàng kính lớn đấy. Tuy nhiên về mặt chuyên môn thì mình nghĩ theo như là mình những kiến thức mình được học và mình tham khảo đấy, thì mình nghĩ đấy thực sự là tốt nhất và tâm huyết nhất mình có thể làm được đấy. Và thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng nỗ lực đấy của mình nó sẽ thành hiện, nó sẽ mang lại những kết quả như thế nào, bằng cách là những người bạn đã đo được, mình đã trực tiếp đo thì sẽ kết bạn với mình và các bạn ấy có thể phản hồi ngay lại với mình. Các bạn ấy có thể theo dõi được xem cái ông bác sĩ đã từng đo kính cho mình là ông ấy đo như thế nào, có thành không, hiện tại ông ấy đang sống như thế nào.
Và mình cũng mong sao là các bạn sẽ có đôi mắt tốt và khỏe, để mỗi khi là nào mà gặp lại mình thì sẽ cảm thấy vui và muốn nói chuyện, muốn mời ông bác sĩ này đi đâu đấy để tâm sự và cảm ơn chẳng hạn. Đây. Ok, tiếp theo thì mình hôm nay thì mình có gặp một chị, thì chị có bảo là thế nào nhỉ, chị bảo là em có nhiều bằng cấp vậy và tại sao em phải chuyển mang sâu những bằng cấp này của em ra để làm gì. Nghĩa là nói thẳng ra là chị ấy bảo là khoe bằng ấy và khi họ mình hoang hoang, mình học này học kia, cho là mình giỏi, mình hoang hoang những bằng cấp của mình. Tuy nhiên thì thực sự thì không, tại vì mình nói như thế nào nhỉ? Mỗi cái bằng cấp này là những quãng thời gian mình nỗ lực rất nhiều để có thể được thầy cô, bạn bè này đánh giá. Và những cái bằng này ấy, một là nó gọi là nó đánh giá sự nỗ lực của mình trong thời gian đấy. Thứ hai là nó sẽ gợi nhớ lại những cái kỷ niệm và trong những năm tháng mình đi học, có những lúc vui, lúc buồn, có những lúc bạn bè giúp đỡ, thầy cô giúp đỡ để được có được kết quả ngày hôm nay. Đấy. Và khi mình nhìn vào những tấm bằng này, mình sẽ phải tự nhủ với bản thân rằng là mình đã nỗ lực rất nhiều, mình đã cố gắng rất nhiều. Vì vậy khi đi làm theo lợi nhuận để làm mất đi cái nhiệm vụ của người thầy thuốc, đây là chữa bệnh cho mọi người. Đấy. Và mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho những cái người đã tin tưởng mình. Ok, đấy là những gì mình suy nghĩ. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng để cùng với các bạn, nói chung là các bạn ấy sẽ là chủ đầu tư để có thể xây dựng một cái hệ thống đội ngũ cộng sản viên và tư vấn sức khỏe về mắt ban đầu tốt và chuẩn chỉ để có thể tư vấn ban đầu tốt nhất cho các bạn trẻ không có thời gian và điều kiện để liên hệ với trung tâm lớn. Nhưng khi mà lên với này lại chúng tôi, những người trẻ tâm huyết và tận tụy sẽ nhận được những lời khuyên tốt nhất và hợp lý nhất. Và thứ hai đấy là về kính thuốc sẽ là một đội ngũ làm chuẩn quy trình. Đấy. Nghĩa như nào? Có nghĩa là sẽ làm đúng nhất, hợp lý nhất. Đấy. Và có thể tốt nhất trong phạm vi chuyên môn và quy trình chuẩn với quốc tế để cho những cái người bạn đến với chúng mình sẽ chăm sóc đôi mắt một cách tốt.